Quý vị ơi, quý vị có vui không ạ? Hôm nay mình chỉ còn có vài ngày nữa là Tết rồi. Long mong rằng Tết năm nay, Tết 2023, tất cả quý vị và các anh chị, bà con cô bác từ miền xa cũng như là thành phố Hồ Chí Minh, luôn cả những người đang ở xa xứ sẽ luôn hưởng một mùa xuân ấm áp, một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Và ngày hôm nay chúng ta thấy là chợ đầu mối Bình Điền của mình thật là vui đông. Đặc biệt hơn nữa là sự quan tâm của các lãnh đạo đã dành cho khu chợ Bình Điền này càng ngày càng tốt hơn, sẽ có nhiều mặt hàng mới hơn và giá cả càng ngày càng rẻ hơn. Dạ. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình, xin được gửi đến tất cả quý vị và các anh chị một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát đầm tên Yêu Cô Gái Bạc Liêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Sơn đã lịch sự cho Long nha. Xin cảm ơn. Đi xa nói về Bạc Liêu,
sao suy. Dạ cảm ơn, cảm ơn chị Huệ, cảm ơn. Vẫn còn tim đâm về Bạc Liêu, giấc mơ đời tình yêu để giang đông về mai tàn tại giá mô hoài lan. Về Bạc Liêu, giấc mơ đời tình yêu để giang đông về mai tàn tại giá mô hoài lan. Dạ, xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn chị Huệ đã tặng lì xì cho em. Dạ, chúc chị luôn luôn hạnh phúc, an lành và phát tài phát lộc.